Wow. Ê, mua cá đây nè. Cái gì vậy anh? Con cá nó ngon đấy. Wow, quá dữ. Nào lựa diêu. Không tin. Anh ở lựa diêu hả? À. Anh con cá này anh bắt hả? Cá này là quấn lưới chứ không phải là bét. Wow. Bét đâu có được đâu. Con cá này cá ông già cá gì anh? Cá này là cá màu vàng. Cá màu vàng. Đúng rồi. Cá bì cam hả? Ừ. Ngon không? Béo lắm mà. Con này trị giá 800 ngàn. 800 ngàn hả? Đúng rồi. À. Mấy ký anh? 7 ký. Ngon thiệt không anh? Hả? Ngon hả? Con đây là y kiếu. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Sơn Dược Vlog. Anh em ơi, ngày hôm nay anh em mình sẽ có một trận chiến cực kỳ thú vị nha. Hôm nay trận chiến đó là từ tí hon tới siêu to nha các bạn. Hồi sáng này mình canh ở bên phía vợ mình nè. Cá nhỏ là cá ngát nha các bạn. Hồi sáng mua còn sống luôn. Cá này nhỏ vừa là cá bơ. Cá bơ. Cá bơ mà ở bên nước ngoài bự người ta ăn sashimi hả? Cái gì? Hả? Cá bơ tráng kia mới ăn sashimi, cá bơ này không được. Còn cá đây là cá bồ da giấy nha các bạn. Bồ da giấy hả? Còn con đây là con cá chăn cá âm, cá vàng, chăn vàng. Chăn vàng, chăn vàng. Người ta gọi là cái tên khác anh hả? Có người nào gọi tên khác không? Chăn cu. Chăn cu à? Nhiều tên nè. Chăn cu nghe. Ừ, cái nó kỳ quá ha. Nghe tên chăn cu giống cái tên của Hàn Quốc hả trời? Chăn cu. Con này mà câu cần câu máy nha. Nó kéo cái máy nó rít đã luôn. Con mà câu hay bị đã luôn. Con đây thì 5 con đây là gần 6 ký nè, 5 ký 8 nè. Con đây 1.8 nè. Từ hồi giờ đi biển bữa nay mới thấy có chăn cu bự vậy. Anh nghi đồn là ngon lắm mà không biết sao. Chưa ăn luôn á. Bự không cứ bự quá nhỏ nhỏ cứ ký mấy. Còn con cá đây cá này em bơn cá gì? Bơn. Thần bơn hả? Người ta gọi là lữ trâu đúng không? Đây giống cá lữ trâu quê mình ta. Cái kiểu như mình kêu con cá lữ trâu đấy. Nó có hai mặt mà. So ra cái dạng cá này toàn là cá ngon không nha. Cá gọi là top ten á. Anh em ơi, hôm nay mình có một trò chơi đơn giản thế này thôi nha. Luật chơi thế này đi. Trong đây là mình xếp bốn cái kích thước tí hon, to, nhỏ và siêu to nha. Anh em bóc trúng cái nào thì anh em làm món đó. Ai là người làm món ngon nhất nha các bạn. Chưa chắc con cá to đã làm ngon mà con cá nhỏ đã làm ngon nha các bạn. Ai làm ngon nhất khán giả thấy ok nhất, khán giả like. Người nào được like nhiều nhất được 200k nha các bạn. Trời ơi, hai sĩ nói trời. Xếp xếp. Anh em khán giả phải công đạo nha. Không phải anh em khán giả thích Vũ là anh em like cho Vũ nhiều, mà ghét anh Hải là không cho anh Hải like nha các bạn. Anh em thấy món ngon thì mình công đạo nha các bạn. Chị à. Rồi. Ơi, có một kiểu nè. Anh em chọn. Bên này ưu tiên camera chọn trước đi, cho camera chọn trước đi. Cho camera chọn trước đi. Ừ. Cá nào gần tôi nhất tôi chọn đi. Ra đây. Cho chú Hải chọn trước. Chú Hải đây. Xanh lão bệnh chạy vàng mày luôn. Xanh. Rồi, để đó. Từ từ, từng người khui. Đầu tiên trầm nè. Khui trầm trước nè. Siêu to. Gì? Nhỏ. Nhỏ không? Ở đây nhỏ. Thần bơn. Vũ. Chú Hải chưa? Tí thấy không? Anh Hải à. Lâu. Anh Hải tí hon nha các bạn. Em tôi với ông. Rồi hai này solo đi. Là cái dấu coi. Úp lật bài ngửa luôn hai cái luôn đi. To, siêu to. Dấu gì? Dấu siêu to hả? Toàn là to. Không được được. Siêu to các bạn. Bây giờ mời anh em tới xem đầu bếp nhà hàng 5 sao biểu diễn tay nghề nha. Ba học viên đứng gần coi đầu bếp trưởng làm nha. Bây giờ là một con cá đây là mình ăn hết nha hiện. Ừ. Chỉ lấy mấy cái phần mà dở nhất, dở nhất, dở nhất. Dở nhất ăn hả? Dở nhất của con cá là mình ăn. Ồ. Lấy từ cái đầu. Cái đầu đây là kéo xuống phần lườn. Sao ăn không kêu ăn dở lại. Bộ ruột. Chù cái bộ lòng bộ ruột đó. Rồi, là mấy dạ? Cái đầu dở nhất là mình ăn trước. Rồi. Ăn cái chắc giật mép luôn á. Nhìn Vũ giống thánh sắc bè mà hơi nói chung hơi tô ký chút đi. Bụng nó hơi bầu bầu xíu. Nói chuyện bị cách y như thánh sắc bè luôn á. Vâng. Ừ. Ông nói ông hiểu em. Hiểu giờ. Sắc bè ở đâu Vũ? Ông Pháp. Phá đi. Bữa nó ăn vậy. Nó đủ chuyện rồi. Con cá cũng nhận cá khó gặp đúng không anh? Vâng. Anh Hải? Từ hồi giờ đâu chưa gặp con cá nào to vậy. Cái màu vàng nó đẹp quá ha. Được cái vi mình lấy mình nấu được chứ. Tôi nghĩ là được rồi đàn ơi. Ê nhìn lên lấy vi cái mập đó chưa? Cái vi nó cũng ngọt lắm chứ. Đúng nào. Nấu rồi chắc chưa? Hồi chứ nãy giờ ai nói bổ con vi rồi trời. Đừng cát bổ đấy chứ. Chúng nó ráp lại thành cá nữa chứ. Anh hai. Anh cá anh nhỏ nhỏ thiếu rồi mới lụm thêm mấy vi con Vũ nó bổ á. Qua Vũ dân biển này theo cá này các bạn ơi. Giờ bán gốm này hay là thịt nó mềm không biết. Giờ mới mua mà. Rồi thử độ chuyên nghiệp của đầu bếp đây đạt chuẩn không nha các bạn. Em cắt sao mà anh không thấy em cái bộ lòng ra là mấy đẳng cấp á. Đấy giờ lớn trắng á. Lớn nhăn 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 gãy thùng xốp này. Công lực. Lấy cái gì? Cái chè. Ồ, đầu bếp đây chắc cá to xương cứng. Đây đúng. Dạ kéo.
vô tô. Không nghe nào. Không, cái đấy cái xương sống mà mình chảy nó đi tao vẫn xương nó sẽ khác cho được. Xương sống chảy đi. Bếp sao mà lúc đóng ngoài. Đầu bếp không cho phụ luôn. Ghê à. Ồ sao. Đồ đánh nó sàng à, chứ không chờ nhặt remix. Lái xe ra cho Vũ thiện. Con cá đang biết ăn bù tạc được không ta? Thấy cái rõ cơ mà. Chưa ăn bù tạc. Có này dễ nó mịn ghê phải không? Cào rồi, dễ mới nãy. Dung ngay đầu bếp cào. Nhà hàng Nhật quá. Wow. Đầu bếp có gì sai sai rồi. Sai anh hai. Đâu cái này tinh làm có mà mổ có mà. Nó chưa ba cái ấy mà còn y sĩ mà, y nguyên mà. Mắt mát nhập mặt. Phụ cái bộ làng bự chắc quá. Đừng nhập mặt em. Giữ cái đuôi lúc ra. Có gì đâu, có gì sai. Ở dưới đây đâu có cái gì đâu. Có gì sai sót hết đó. Đúng không? Ok, để mà quanh luôn. Cái mặt màu xanh này đúng không? Ừ. Rồi. Nguyên mặt luôn. Mình sẽ làm cái khúc đây nha mấy bạn. Ủa cái bụng nó sao không có gì vậy? Con cá sao nó không ăn gì hả? Cá này trước khi nó đi kiếm đồ ăn nó đã bị người ta bao vây nó rồi. Con cá này mà trong bụng á nha, mà ví dụ nó ăn một cái con gì trong đó. Mà nó chưa phân hủy đúng không? Chưa phân hủy luôn á. Là lấy ra ăn con cuốn. Đúng rồi. Như bữa qua anh bữa bên hai nó con mực nam mà chết. Chết mà nấu biển với mực nước nha. Vũ em định làm món gì em? Giờ em sẽ có đây là mình có đây là còn tư nha. Còn tư là mình sẽ nấu ngót theo kiểu là không có lạm dụng cờ rồi này các kiểu rồi, nấu nước ngót. Không. Còn như bên đây không có chế biến này uống với em. Đem vô quán thay cho ông. Đem cho bà Tám khô ăn cơm từ từ. Rồi, đã được mình nha bạn ơi. Có màu da được mình chơi. Con đây tôi nghĩ là cái thịt nó tén hơn hơn ngập tinh luôn á. Hơn ngập tinh luôn á. Ngập tinh sợ không xin nghe đâu. Bình thường thì tén mà. Bình thường anh em mình hay được những người đi biển cho mấy cá màu da á, nhưng mà anh sợ là nó qua thời gian đá nhiều á, ăn nó vẫn giống thịt gà mà không biết hôm nay là như thế nào. Hôm nay hiển là sáng mua là máu vô luôn hả? Ừ. Wow, hàng đó mới ngon. Ê, mắc thịt. Rồi đúng rồi. Cá màu da mà ăn mùi tạc thì mình thấy hơi. Quen lộp ăn tờ giấy này ha. Ồ. Ngọc Trinh gì đang thui với mày? Chưa hiển. Nó còn cái màn này nữa nè. Còn đâu cái không, này cái màn đang sao? Ừ. Cái màn đang được phải không? Ừ. Nhưng mà câu da mà ăn một tạc thì anh hai hơi bất ngờ. Ủa. Ăn hết bà luôn hiểu không? Nó là gọi. Nhưng mà con này người ta kêu nướng ăn ngon cực kỳ nữa. Nướng ăn thịt da thơm lắm. Nướng cũng ngon. Nó cũng ngang nữa thịt gà chứ. Nói chung khô sả cũng ngon nè. Nấu canh chua cũng ngon. Vũ ông hầm sả Vũ ơi. Ừ. Đây con này cũng đắt tiền chứ. Đâu có đĩa đâu. Nấu canh chua thôi. Ký nó nhiêu ta? Con này sáng nó mua 1 ký 70. Sáng bán 1 ký 130 1 ký. Đà Nẵng 70. 70 80. Đây là cá đi biển nhiều đúng không? Đây cá người ta câu mà. Rồi. Nước hầu gà gáy hầu sáng vậy nè. Y xì luôn gió ơi. Cái miệng nó nhỏ xíu à. Này. Miệng này chắc câu không được. Câu được chứ. Câu đứa nhỏ ăn được chứ. Mồm nó rỉa hoài làm như chim sú ăn, ăn sú ăn. Chim gì xì xì. Có cái da nó lột ra trắng bát luôn. Đây cái gan này. Có cái gan ăn bao phê luôn. Cái gan ngon nhất. Rồi, xem xuôi một cá bị mình phê lê nè mọi người ơi. Wow, đẹp không? Con này là tôi thấy con này nè, nó kỳ kỳ nha. Bên đây cái mèo khác mà bên đây mèo khác. Đây bụng kia lưng. Tao thấy bụng lần đầu. Cái đây cái bụng mình như này nè. Phần có nó bao dày mà, nó bao nèm dày mà, cái này là lưng mà. Nó bao dày hả? Ừ. Chứ nó không phải bao dày. Sao? Mà sao con cá nó bao dày? Có nó bao dày á. Phải không trời? Ừ. Không, Vũ tôi không biết đi biển đâu. Con này trời nha. Con này là cá lưỡi trâu hay là cá thần bơn hay là con cá gì khác? Kêu có bơn, có lưỡi trâu mình kêu có lưỡi trâu, có bơn. Là một loại luôn. Vậy là con này cũng dạng xếp top này hiện ơi. Nó là độc lạ nè, nó nằm nó bao dày là dạng độc lạ nha. Nhưng mà giờ cái đuối mà. Giờ con này tôi không biết nào cái bụng nào có lưng thao tôi để giờ tôi cái chiên luôn. Đây, cái bụng này. Được không? Để là đây, chiên đây. Luôn nè. Chiên được không? Nằm ruột không? Không, con đang nghĩ là cũng có ruột nhiều không Vũ? Có ruột. Có nhưng mà ní mà nó ăn gì tôi không biết. Mình lách ra đi, mình lách ra mình chiên chạy mình chiên lên. Thôi mấy ông không tránh xe ra đi, mấy ông quan trọng đâu. Tôi mới quan trọng nhất đây. Ok, đây nè. Đây chúng ta gắt nè. Đây. Gia đình là mình là cá ngát nha. Cá ngát. Cá này nấu canh này thì nấu canh chua là y bài đâu. Còn này sao chúng có gách ở quê mình vậy? Chúng có gách không? Thôi bây giờ anh bây giờ cá đây anh làm kỳ rồi lấy phải lấy dao bự chứ chặt dao nhỏ mỹ dao á. Là mình lấy cái dao mũ trâu đi làm chim sẻ đó. Giờ đã được anh em. Con cá có phải nằm trong tốp cá ngon anh hả? Cá đây thuộc về tốp cá ngon á.
cứng nha. Vài hôm em đi rập rỉ á, nó vô lòng lòng á, vô lòng cả tạ á, người sách được hết chứ đâu có ăn. Nhưng mà bây giờ người ta thịnh á, bây giờ thịnh sao? Bây giờ lần đầu tiên hầu mưa hầu giờ cũng chưa ăn có đây luôn. Ừ. Hầu giờ nó biến chưa ăn có đây luôn à. Anh ăn hoài, chú ăn hoài mà. Nghe nói lau canh chua ngon lắm mà không biết. Lau canh chua ngon. Còn nó đâm cái là sướng lắm. Nó đâm cái mát trời ông địa luôn á, đúng không? Chứ thấy chín mừng ông địa liền. Nấu nha các bạn. Anh em à, thấy cái bếp của anh em mình mới đặt ống khói lên rồi nè. Bây giờ nó mới hoàn thiện nè. Cháy vô tư luôn. Anh em ơi, đó, bây giờ là phi hành cho nó thơm nha. Cho nó thơm lên, nấu không có cờ, không có gì, nói chung là nấu tự nhiên á. Món vụ hứa hẹn nha, món này húp cái nước tính luôn. Rồi, giờ nó vàng là cho nước cho các bạn. Xe món không lùa là tới món tí hồn qua nè. Một con cá cắt ra tầm gọi chừng lạng à. Nhỏ tuổi nhất thì là món to nhất, lớn tuổi nhất là món nhỏ nhất. Vào 6 giờ, vào 8 giờ bán đêm. Giờ mình sẽ bỏ đồ gia vị vô. Anh em thích món của anh Hải hay món Vũ thì like người đó nha anh em. Mình chơi công bằng nha. Wow, cá nhiều quá đây. Để muỗng chút, để muỗng vô đây, đây con. Cá nhiều quá. Quý một tàu cá luôn. Có nghe mùi thơm thơm mà chưa giống. Con nghe mùi thơm của gia vị. Gia vị thấm bây giờ mình cho cá vào. Họ chứ. Wow, dặn ha. Chỗ đây mà một mình ăn no chứ vẫn dở nè. Cá ngát nấu canh chua là đúng sách chứ không phải thật nha. Anh Hai chọn cái món là em rất là thấy là chính xác lắm á. Cá ngát nấu canh chua. Trồng này. Nhìn nước á. Vũ hát đâu vậy em? Đâu cái món nấu ngót đó là phải có ngò ga ngò thơm nè, ngò sàn nè. Mà reo là reo nhờ trong mới ngon nha các bạn. Ngò sàn đây các bạn ơi. Ra đây thì đây là thịt la hay ngò sàn? Đây. Thịt la, ngò sàn. Một loại một tên. Bây giờ nước ở sau nè má, bây giờ mình bỏ lá giang á, dò vô á. Đồng cái son nó bé vậy ha, vậy mà trời đây là húp vô là nhức nách nè. Anh em nhớ xem đừng có thấy mình biết tới nhớ ủng hộ cho mình like nha. Anh Hai em dò lá giang kỹ vô à, lá giang kỹ vô mới ngon chứ. Dò rồi mà, dò nát dụng quá chút nó vớt vô chén ăn được sao. Thì chạy ra xin Vũ lá cá bỏ vô dễ mà nè. Đây này chú còn dư đúng thủ nè. Sẵn xin thông báo với anh em là nhỏ mà nó ngon rồi. Cái ông bầu tôi mới đốt lửa nó hút lên là nó làm như ông bầu tàu lửa nha, nó ném gốm đó nha. Anh Hải đi coi chừng yên cái mặt cho đấy nha anh Hải. Chớ mày nha. Da nó về lấy biển vô nó chén qua lột quá cái mụn rồi chứ nó đâu có phải ống đâu mà. Wow, có thằng bơ còn gọi là cá lử trâu các bạn. Giờ mình cho vô cái chả đó mình chiên các bạn. Dầu đủ được không nè. Rồi nó hết đó luôn á. Nhìn đẹp quá. Dài kìa. Thôi đã nó chiên cái lớp giả trước cho nó hồng này. Cầm đâu của nó. Đây nhà nó hồng hết. Nhà ngon rồi. Tổ của bánh tráng mà chấm với mắm chua ngọt nữa thôi. Wow. Cái xanh mà thơm hết con cá luôn ghê thiệt. Xanh hơi ngán bạn, giờ mình sẽ chiên là cái đuôi. Cái xíu nữa. Mượn cá dễ chiên công nhận nó dễ chiên ghê hiện. Có nó có cái lớp da, lớp dễ á, thì chiên nó giòn nó không có bị dính cái son mình không bỏ một cái gì nha, chỉ có dầu với con cá thôi các bạn. Ồ, nghe không? Coi tiệc chiêu nèm chỗ đây nè. Đây nè. Cái nào cái đầu cá hả? Cái đây. Cái đây chảy nước miếng hơn cái đầu cá. Giờ nước sau rồi bỏ vô nha các bạn. Cái đầu cá anh nghĩ là giá trị á, nhìn cái đầu nó tròn 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 á. Cái đầu đầu cá đây ăn là bao phê luôn nha. Không có. Ồ. Bù lèm nó vô coi mắt bù lèm. Bù lèm cá này nó nhỏ lắm. Em bỏ rồi hả? Đâu bỏ trong đó luôn nha. Rồi anh mê bù lèm lắm. Sao mà bỏ ra ngoài được. Giờ nó sâu lên lại một lần nữa là mình có thể ăn được nha mấy bạn. Món này món có toàn ăn. Toàn em ơi, kiểu... hồi nãy em làm anh không quay hết cái công đoạn, em có thể giới thiệu lại cho. Đây là khi mà lọc da ra nha bạn ơi, mình phi lê thịt ra, mình sắc mỏng. Mình xem cái mình bỏ vô tô, mình vắt bằng, bỏ giấm vô mày ơi. Vắt ráo đi, cho nó thịt nó tái nè. Nó chín khoảng 3-40 gram á. Xem cái mình trộn với xíu bột ngọt với xíu muối thôi. Còn tiêu, ớt, củ hành, củ tỏi trộn đều lên. Còn gì nữa không? Không. Chấm. Rồi. Quan trọng nhất là cái nước chấm bằng thánh đó này. Em giới thiệu sơ nước chấm bằng thánh luôn. Nước chấm bằng thánh là gồm là xì dầu, tương ớt, củ tỏi, củ hành, ớt giả với tầm cỡ một muỗng đường các bạn ơi, giả đều lên xong vắt một đĩa chanh nữa. Có chanh nữa. Tạo lên một hộp thiệt là xịn nha các bạn ơi. Anh em ơi, bây giờ mình xin đại diện á, đại diện anh em mình. Họ trai hay gái?
đại diện hai họ luôn. Mình sẽ thử thử nha, mùi vị như thế nào nha. Còn anh em khán giả thích món của ai thì sao đây? Để tôi cuốn cho. Không được, để anh em like cho người đó nha. Like người đó, người đó sẽ giành chiến thắng nha. Anh đầu tiên anh chơi miếng trực tiếp đây thôi. Đúng rồi. Trực tiếp. Mùi tạc sống nè, chấm ngập ngập vô ơi. Để coi thử con cá hình không có xương không? Không, không có xương. Mời anh em nha. Có đây ít xương, xương nó lớn. Chấm ngập vô các bạn ơi. Nó có xương phía bụng mày. Anh nghĩ con cá đây mà lần đầu tiên á, anh không ngờ là nó làm được cái món mùi tạc luôn. Thích nó giòn giòn. Bữa trước cá hố anh em làm mùi tạc anh đã bất ngờ rồi á. Nó đã đứng vô tìm top nó, anh cũng tiêu được cái hố, hố anh cũng tiêu được như nó vậy á, nhưng mà gì. Anh nghĩ cá đây ngon hơn cá hố. Để em thử coi. Chừng chút xíu. Nó thịt nó dài. Cá hố nó cũng dài. Mà không dài bằng cá ở đây đâu. Ở ngoài biển xúc lên là tôi đù tôi ra là. Cá vàng cá hố nha. Tôi lồm liền. Ngon mẹ. Cực kỳ ngọt. Tại vì cá này người ta mới đánh lưới vô. Em nó sực sực phải không? Cá này có cá tư mà. Không có mùi tanh gì hết nha. Anh không ngờ luôn nha. Nhắc giấm rồi mà. Có tái. Giấm rồi chanh nữa. Nó đâu có bài mùi tanh nữa đâu. Ăn con cá hố là xương nó có xương sực 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 giòn giòn. Chứ còn cá này là mềm nha luôn. Không có xương. Theo anh nhận xét là cái này ngon hơn cá bầu gù. Ngọt hơn cá bầu gù nha. Cá bầu gù á. Theo anh thôi. Còn quan điểm của mấy anh em nè. Sao không biết. Mỗi người mỗi khẩu vị. Mời anh em cái nữa. Thôi anh em mình vòng đấy á. Sao ngồi im nhảy. Từ để chấm cho họ trai. Ban giám khảo cho phép mới được dùng nha. Nếu mà con cái gỏi này là trong các loại cá, em nghĩ hiện giờ là con cá đây là hơn cả con cá mú. Con cá mú em ăn luôn. Hiện giờ đang top vô địch. Nhưng con cá anh ăn ngon hơn cá mú. Cá mú thịt nó đâu có độ dai bằng cá đây đâu. Có một loại cá nữa mà em chưa tìm hiểu ra. Cái gì? Hôm nay mình thử. Có thép hay thép? Về biểu xung quanh ở dưới đó mua coi chừng nêm con cá thép của lớn này. Rồi, điện ok, bữa nay mình làm. Đi mình thử coi. Ok. Ồ, mời nêm nha. Mời nêm ăn. Wow, đây quét vô tao chứ. Mời nêm nha. Chấm ngập ngập xíu rồi. Rồi, mình làm riêng luôn nha. Có ăn theo thử ngon cực đã như nào. Y như những gì ông Hiển nói. Vâng, đèn tàu nó bỏ đường. Cá mà ngọt dễ giờ đâu. Sực sực á. Dài. Công nhận cái khả năng từ giờ con này là em vô địch á. Quả là con này nghỉ sáng thấy cái thịt già tén rồi biết ngon rồi. Con nghĩ con cá này ăn vô địch mà. Dạ miếng nữa nè. Ăn sáng rồi. Quá ngon. Wow. Ngon hơn cá bù ngù luôn ông Đại ơi. Cá mù thịt nó bờ bở, nó bọc bọc. Đúng không? Bù ngù anh nghĩ không ngon. 5 phần, 6 phần thôi. Con này phải là 10 phần. Anh em hồi nào kiếm con cá này ăn thử nha. Nhưng mà bồ da là phải bồ da mà đi biển là mới vô. Chứ còn anh em mà để mà qua đá coi nửa tháng hay một tháng là mình không biết nha các bạn. Này cá nó tươi ngon. Ê, con này mà nếu mình luộc tay như cá bầu da lúc mấy anh kia cho mình không biết nó như nào. Phí. Tao quá. Con này nấu canh nên chua lá vàng á. Cá bầu da đây với nấu canh chua lá vàng à. Ngon. Nướng. Nướng á. Cái nướng nào giờ anh chị ăn với nó chứ ngon nhất là cái gỏi với canh. Nướng cũng ngon. Em nghĩ là gỏi là ngon nhất này. Làm vậy là quá. Nướng cái giò nó giữ cái nước lại. Mà con này là mình ăn dài chứ nếu mà đi biển đem vô nữa tháng giờ. Đâu đâu nó đem vô. Đúng rồi. Ở biển chứ đâu có mấy con. Mấy anh em từ ngoài biển luôn nó đang chạy chạy xốc lên làm luôn. Giờ mình bỏ chút bổ vô ăn anh em. Món tí hòn. Cho anh em xem món tí hòn. Anh Hải bỏ trong ngũ với lá vàng thôi đúng không? À đưa cái chén của em đây anh. Rồi cho anh Hải làm ăn chút sao nha. Thử. Nhỏ là có vỏ nha các bạn. Chưa chắc vỏ người nhỏ đã dở nha. Anh em cũng cố gắng la cho này. Giờ này trưa rồi em cũng vừa cũng tầm ăn rồi đó. Cái tuần này ăn thưởng thức mình làm gì nhiều vậy anh hai? Để em còn ăn mấy món kia nữa chứ. Để kiếm cái đó. Kiếm cá bưởi kìa. Kiếm cái đầu con cá bự tôi cho hiện nay nha. Cái đầu con cá bự đâu? Ủa cái đầu đâu không thấy trời. Nước nhiều quá nó đây cái đầu đây, cái đầu đây. Trốn đâu mà. Oh. Không, nếu cá này cũng nhận tốt rồi nấu canh chua cho em dẫn nào. Thì ơi. Mời anh em nha. Đơn giản mà ngon các bạn ơi. Mời anh em nha. Lá vàng. Lá vàng này hai giò chưa có độ mịn lắm. Không, anh giò anh dạy với mà chua đấy, không hấp vô chua đâu. Rồi ngủ rồi, mới xôi mới chín vú xuống bỏ vô còn thơm nha. Chua nhiều. Nhưng mà ngon, phải chua vậy mới ngon. Nó chua mà, nó phải chua chứ nó không chua làm sao. Vừa ăn luôn. Nếu mà nhạt nhạt em cho chút mắm nữa là càng phê. Nhưng mà nãy vừa ăn luôn rồi. Nãy anh Hà lén lén bổ ít mì đúng không? Mì à? Mời anh em nghe. Mì mà anh xả niềm giò nói hả? Lén lén bổ. Thánh mì mà. Nấu cho nó chua chua cho nó mới ngon chứ. Bữa nào bóng Trung Hải rồi. Em ghép cái cá em chấm mắm á. Hải Hiến rồi anh tẹo rồi, anh toàn nấu. Tôi làm mấy riêng group chóp bữa nay. Mời anh em nghe. Mấy riêng group chóp luôn ấy. Cá chút xíu chắc ăn vô nó bổ con mắt xương nha. Bổ gan bổ phổi. Ở đây không ai đi ngược đâu mà mắt xương rồi em chạm kịp á. Con cá sò đà thì nó béo nha. Béo. Đậu cực kỳ béo luôn. Nghe kiểu như cá ngạnh mình cái gì. Béo.
con cá ngát cũng dạng là đặc sản không dẫn đâu á. Bữa hôm người ta mua cho heo thôi chứ bây giờ là nó là rất nghe mắc tiền. Bữa hôm làm một đứa cho nấu cho heo không á, bây giờ là mắc lắm. Có ngát ở trên miền Tây biết làm thôi, người ta bác không? Người ta cầu kiều á. Cầu kiều á. Ừ. Con cá đây là kho keo ăn cơm. Kho keo và kho tổ ăn. Mấy anh em miền Tây cầu kiều là trùm câu. Sao em thấy sao nó? Anh em ơi, món này thì anh chơi gia vị nhiều thôi chứ thật sự cái nào nước bị to mà con cá chút xíu thì chỉ có cái gia vị với lại lá giang đồ chua thôi. Nói chung thì cũng bình thường như mấy món canh chua thôi các bạn ơi. Đây review tới nước anh hai đây. Đạo ơi, em làm chén hiện được rồi, thử coi. Để tôi muốn em. Không muốn em. Có bún rồi này. Tao không em nha. Không muốn rồi. Nói chung con cá nó nhỏ quá, hấp vào nó có vị lá vàng với mì không có vị gì hết. Đây là ăn mát to bụng mà. Nó bự quá mà. Sô ra giờ với anh hai nấu giờ là ngon á. Không, bây giờ lần đầu tiên tôi ăn cá ngán này. Vậy hả? Từ hồi giờ đi biển có nhưng mà không ăn. Có chút xíu cá nhưng mà cá này nấu rất là ngọt các bạn. Anh em ha. Cá này mà nấu chua hết bài. Cái này mà được con cỡ tầm nửa ký à, nấu đi rồi. Cái nước này nó chua chua, dễ cảm, hấp dễ hết em ơi, đẹp rồi. Ngon rồi. Em ngon mà bám rồi. Có ngát này ăn cái mùi vị y như cá gắt mình vậy đó. Da nó cũng da trơn á. Để làm thử cái nước thử nè. Con cá má, cá ngát là phải là con cá mập không anh ha? Không phải đâu. Sao thấy giống nhau vậy? Không phải đâu. Chứ gì không? Không, cái ngạnh nó đâm một cái đâm nhất không ai em thấy chắc là chéo hay chứ gì cá mập á, thấy giống y xì vậy mà. Nói chung là con cá một giật chứ, nó đâu có giống như con cá mập đâu. Nói chung là cái mùi vị của chú Hải là chỉ mì với lá giang thôi. Mùi cá thì ăn cá mới biết. Không biết là có mùi cá được. Có cá thì sao chứ Trọng ơi. Giờ tới món của Trọng nha các bạn. Con cá là thần bơ. Nó có thần bơ với con cá gì nữa ta? Lấy trâu. Lấy trâu nữa. Là một quá. Là một hay hai. Đây dùng cái dưa rèo của mầm rèo của ông Trọng mắt mấy coi. Con cá nhìn thấy màu mì đẹp ha. Mừng cá thành ba dẹp nó bao giờ ba ấp chứ không ha. Đây là cái lưng nó mà. Lưng. Cái lưng là màu đen ấy, cái bụng màu trắng ấy. Lựa cái con này có xương ta. Ồ. Lựa bằng vị trí nào ngon nhất cái nào. Không, cái nào. Nguyên có là cái nào. Xương sống. Cái dãy nó ăn ngon. Buồn nó giòn rồi. Nhìn y cái lử ha. Quá đẹp. Quá đẹp. Quay dù. Mình mà ai mà có lử dài vậy thôi. Món này mình toàn kêu ăn wasabi ở nước ngoài thôi. Thấy con cá cũng giống mà không biết phải nó không biết. Rồi. Rồi, cảm ơn Trọng nha. Mời anh em nha, anh em thích món của ai thì anh em cứ like cho người đó nha các bạn. Con cá này mình cũng ăn nhiều rồi, bữa nay mình làm lại lần nữa nha. Mời anh em. Mắm chua ngọt luôn hả Trọng? Mắm chua ngọt. Mời anh em nha. Lỡ chăn chăn chăm chung. Mình chăm chung mà, anh em mình đâu có bị đâu. Nói nè. Đồ thôi chứ, để món này được từ trưa thôi đói bụng thôi chứ. Không, món này em biết ăn giờ nào ngon nhất không? Hai bây giờ chiều á. Xe chiều. Nó mới đã. Trưa là mình nhìn ăn cơm. Trộm chiên nó vẫn giữ cái độ ngọt bên trong cá, không có làm cá khô nha. Con cá thì rất thơm. Bây giờ cái dãy nó giòn không? Thơm đó. Hơi giòn. Hai lớp hồi nãy tôi không cào dãy hết nha. Để nguyên con cá tôi chiên luôn á. Chiên sùng mà sao cào dãy. Cái mèo dưới đây bên đây là nó mèo màu xanh. Mèo ác bạc bạc mà dưới đây là mèo hơi đổ các bạn. Con cá này... Cái bụng mèo đổ xíu nha. Con cá Trộm làm món nó ngon nè. Chiên của bánh tráng rất hợp luôn á. Đúng hợp có vị luôn. Chuẩn nha, chuẩn vị nha. Tôi thấy chân chân mém ngon rồi. Ừ. Quá ngon mà. Được rồi. Chắc cái này anh nghĩ chắc ấy gì luôn á. Cái giả la cho Trọng nhiều á. Món ngon, kỳ ngon. Tiếng cầm ông ăn hoài, ở hoài đứng cầm máy quay. Nghe nói toàn giờ nãy. Nó thấy chạy liên tục luôn. Ghép vô vậy đi, hiển thử trước coi chứ. Nó chấm vị coi chứ, thấy nãy giờ để khế nó chạy lên chạy xuống rồi đây. Cái da nó đặc biệt là nghe, cái da của nó đặc biệt lắm. Cái giả do vậy. Ừ, cái giả đặc biệt lắm. Ăn ngay cái vi này Trọng. Quay có còn cái gan nữa này nha. Cái gan còn. Anh em ăn. Thôi anh em mình chấm chung với mấy cái đầu ta. Chung đi. Em đi. Cái trứng này nha. Còn ở đây cái gan nha các bạn. Thử coi. Uống rượu uống chung ly mà. Wow. Con cá biển nó cái ruột nó sạch đâu này. Sạch. Phải lo đi ngoài. Em làm thử cái bộ lòng thôi nha. Đấy là tùy theo rồi. Ông muốn sạch là muốn sạch rồi. Còn ông mới đây nha. Mời anh em ha. Món của Trọng ha. Trời ơi. Cái gà nó béo béo. Con cá đặc biệt ghê nha. Sao nó có cái vị nhẵn của cái mặt nữa nè. Có cái mặt vị nhẵn sơ sơ. Cái mặt cái chữ bệnh á. Cá vị nhẵn ngọt á. Chữ bệnh á. Wow, thịt ngọt liệm nè. Ê con cá mà nuôi cảnh đẹp à. Nó bà ấp ấp kiểu này nuôi cảnh đẹp á. Không, nãy tôi tưởng Vũ nó sợ tôi. Ai vậy thiệt ông nào? Hầu giờ tôi cũng nói sợ anh cái gì đó. Nó bay như cá đuối mà. Sợ sao? Ấy là kêu nó bay mà sao nó bay ngửa. Nó bay như cá đuối thôi. Bà bắt em nha. Không, trong cái món cá chiên ăn rồi sắm ba anh em cứ theo kiểu hoài rồi chứ mà con cá để, thôi, chứ đúng nào vậy chị ba nào ngọt không có dễ nổi trên phía đây chưa. Rồi bây giờ mình cho ngò với thịt lò với hành nha các bạn. Mùi thơm quá vậy ơi.
cái bếp nó giữ nhiệt lâu ghê. Còn cái bếp này nó nấu mấy nhành rầu ghê luôn á. Nhìn hấp dẫn ha. Đây mùi thơm nồng nàn rồi nha. Tắm rồi vô ơi. Toàn với anh Hải không gì hả? Dạ chán nè ơi. Em biết anh thích ăn cái gì rồi chứ? Đó là mua chuột giám khảo nè. Mua chuột đâu, đấy là mình biết giám khảo thích ăn cái gì mình bỏ vô chứ. Cái này gọi là cái gì cái nói ăn coi bệnh nhân miếng ơi. Cái này trứng non. Trứng non. Trứng sữa. Đây. Rồi để em AC luôn. Phục vụ giống như giống nhà hàng điểm không là hàng điểm đó. Mời anh em nha, mình xin phép đại diện anh em gái nha, để mình thử cho biết ngon hay dở nha các bạn. Để khán giả dễ nha, chấm điểm. Hiển ngầu chỗ đây nhìn thấy kỳ kỳ ha. Kỳ không? Chú cái gà nó ăn chắc bệnh chết luôn. Cái gà nó như vậy. Không, sao không đắng, lấy mặt rồi. Lấy mặt đâu? Ô, béo kể vậy trời. Trời ơi. Con cá bò giờ nãy cái gà nó ngon lắm nha Hiển nha. Sao bánh cá biển cái gan con nào cũng ngon á. Đúng rồi. Ủa nó ngon, bữa nay gan nó bự nè. Cỡ gan gà gan gì không có gì với tụi nó đâu. Con chắc lì. Nhám ăn thằng nào mà thằng bạo luôn. Con chắc lì lắm. Gan to. Miếng thịt bự luôn. Thịt 1/1 thôi các bạn. Cầm vô. Để bây giờ thương cá mời anh em nghe. Thử cái thịt cá nghe nó giới thiệu nhiều mà không biết ngon không. Thôi gì nói gì nữa. Không có đồ dai, da không béo không, ngon không? Ngon cái kia chị. Mình không giết tôi đẹp miệng ơi. Con cá đây bà đảm ngon. Ngay cái đầu mà cái khúc đây là cái khúc mà kiểu như bắt đầu là thì nó nhiều nhất rồi á. Nó dày mà thì nó vẫn còn mềm và ngọt ngay, không có sảm, không có bụng. Là chứng tỏ ngay chỗ mà ngay như cái mang nó hay là mang cái bụng làm bao là bao đẹp luôn á. Rồi đem xem lại cái nào của Vũ nha các bạn. Anh em ơi, tuyệt vời nha. Anh em thích món nào thì anh em like người đó nha, quá ngon. Món Vũ dùng cái cá đâu đùa đẹp đẹp sơ nè. Làm mấy con cá đó nha. Làm miếng cá nè bạn. Mình chan vô cái miếng lường luôn nè. Bạn ở nhà nha. Miếng anh Hải béo kể vậy nè. Con mát to á. Nãy dùng này này sẽ biết cái cảnh như thế nào. Ở đây review thử cho thấy à. Ồ thịt nó dài ghê nha. Cái da nó dài á. Cái da dài thịt dài không biết. Nước mời anh em nha. Nước đúng ngọt luôn á. Ồ ăn miếng cá nè. Nước nha bạn. À mà anh em ha. Nếu con cá nấu truyền thống này là miếng ngon này, đừng nấu thơm cả làm. Đúng rồi, nó mất cái mùi thơm mùi cà đi, nó ngọt rồi nó không thấy được cái vị. Nấu vậy nè. Có mùi thì lò nó thơm. Rồi, mời anh em nha. Đập cô bại luôn á. Nói chung con cá cũng khó có, muốn ăn cũng khó cho anh em cứ tận dụng ăn đi chứ bây giờ cá nó khó có lắm. Béo lòn à. Cá này cái nước nó thơm cái mùi cái gì thì là nó dễ ăn. Ăn bò đồ làng luôn. Có bao tử ra ngoài ta toàn ơi. Con cá này mà sướng không? Vô ơi. Có mà ai mà bệnh vừa xem hút hết bệnh luôn. Thôi chứ nói nữa. Đây có đây mà nấu nồi cháo cho mấy người mà đang bị ốm à. Vậy là sao cái anh bán cá, cái bà bán cá nó ăn không điêu à? Ngon thiệt. Cá ngon thật sự. Nói chung ở quê mình á, phía giờ Hiển á, cứ mẫu lần ánh sáng qua là có con từ. Tụi em có bao tử không? Em làm bao tử ngon lắm. Ăn mấy ngon. Ông ăn cái lường á, đầu nó béo cực kỳ luôn. Ăn cái bụng toàn, em ăn cái bụng đi, ngon lắm. Thôi béo để chứ. Không mà bên lộ diêu phía Hiển có vợ bên ấy sướng hiền anh cá ngon miếng bên ấy ông lừa lừa ông tìm nữ con nào nó ghi ông tôi qua tôi lụm luôn có không hai chồng bốn con rồi kể có được rồi. Ok để anh liên hệ với miếng ăn được có tư được đúng rồi miếng ăn có tư được rồi thấy Vũ nó kìa ký nó thêm phát nữa Vũ ký không ký luôn hai đứa nha anh em ơi mình xin tạm dừng clip tại đây anh em hôm nay đúng là một trận siêu đại chiến cá biển quá tuyệt vời món nào mình cũng thấy là ngon hết các bạn ơi hợp khẩu vị hết. Anh em yêu quý món nào thì like người đó để người đó giành chiến thắng nha anh em. Chào anh em nha. Chào anh em.